Rồi hôm nay hai ba cha con đi ra thu hoạch cà chua chín quá chừng rồi các bạn. Cà chua cũng có trái rớt dưới đất bị con gì nó ăn á, nó chạm đất là bị con gì nó ăn. Bye bye. Comme une fleur. Ouais, comme un cœur aussi. Un cœur. Mais comme on va boum boum boum. Là giống như con trái tim boum đập bịch 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 bịch. Et ils sont en sous par terre et il y a des animaux qui veulent y manger. C'est ça, ils sont tout nus. Ils sont encore bien couillants. Cây da mình cũng đi vô thu hoạch tiếp luôn. Tôi đón cho nghiệp bài thu mà mai đi thu. Em đưa cho anh hai và bạn cắt. Xin chào kia cô chú. Giờ đi mắt đi ra màu xanh. Cà chua mình ở dưới tháp bị con sên nó vô nó ăn mọi người. Sát dưới đất là có con sên nó ăn mình. Quá trời nhiều nó quằn dưới đất. Ây, cây anh tùng bê, phải tùng bê, tùng mát. Ôi da thô rồi, đem cái thao ra mà đừng không đủ luôn. Dần con. Dần con bụt khu. Dần con bụt khu. Mama. Thầy gốc. Ông vào cúp đi. Huế. Nó cơm kia, mà mọi sẽ bà nó vui. Đây là xà lách Việt Nam nè các bạn. Xà lách này là mình lấy hạt, mình gieo xuống đất luôn. Thì sau hơn một tháng thì nó mọc ra được như thế này. Mình cũng có ngắt già lá lần đầu rồi. Đây là xà lách chính gốc của Việt Nam nha. Cái xà lách mà các bạn đi ra ngoài chợ, các bạn mua rau thơm á, họ bán những cái cây xà lách đó các bạn. Thì đây chính là xà lách Việt Nam chứ không phải xà lách bên đây. Đó, mình trồng bây giờ nó lên tốt mà. Trời mát mát lại lạnh lạnh là cái xà lách nó tốt lắm luôn. Đó, cái lá nó to ra rồi nó bự rồi. Các bạn thấy không? Thấy không? Xà lách Việt Nam á, cọng nó mềm. Đây là tự nhiên có cái cây này, cây gì không biết là đậu quay hay đậu đũa vậy. Chắc đậu quay quá, nó tự mọc lên ra nè. Chắc là lúc đó mình cả hạt á, rồi cái nó bị đất cứng quá nó không lên thì sao. Tự nhiên có cái hạt này á, cái nó lên khi mà mình để cái đất mà mình mua á các bạn. Bây giờ mình trồng xà lách nó tự nó lên. Còn đây là những cái cây khoai tây nè. Đây là những cái vỏ khoai tây mà mình gọt vỏ khoai tây đó. Cái xong mình đem đi dục để mình cho nó ăn phân hữu cơ. Rốt cuộc nó không ra phân hữu cơ mà nó lên cây khoai tây luôn. Mình không có để cho nó sống, mình ngắt bỏ rồi các bạn. Tại vì khoai tây này nó ăn nhiều dinh dưỡng của đất lắm. Cứng quá. Đó, xà lách thì rất là tốt quá, ngon luôn. Mình chui vô mình hái mấy trái dưới đất rồi thôi. Mình không hái là mấy cái con kia nè, đó là nhìn. Mình bỏ mấy trái cà chua luôn nè các bạn. Sát dưới đất á, là nó hư trơn luôn, mấy con gì á, nó vô nó ăn. Ủa không? Quá trời trái chín mà cái con này nó vô nó ăn. Các bạn thấy con này con gì không? Đó, nó vô.
vô nó ăn cái trái cà chua. Trên đây có hai trái khổng lồ rồi các bạn. Đó, nhìn ghê không? Bự ghê không? Bự khủng luôn nè. Nó bự hơn bàn tay mình cơ. Mà lấy kéo mình cắt ra. Quá trời bự luôn. Nhìn thấy ha bạn. Lâu quá. Cà chua rồi các bạn, cho quay bự thiệt là bự luôn nha ta, bự bằng giáp bằng tay mình cầm ở dưới đứng luôn, ghê không? Còn trái kia thì bự nữa nè, nãy hai một chùm hai trái không, cái này còn bự dữ rồi, nó bự hơn bằng tay mình nữa các bạn, nhìn kinh khủng quá, trái bự dữ dằn bự, hai trái mà trái kia bự hơn. Trái dưới đất này là phải hái hết các bạn. Chậu trái này cũng bự luôn nè. Đen trái nè. Là hái hết nè, hết chưa? Chưa hái mà nó đã có bị lỗ lỗ rồi nha các bạn. Nên nó vừa hừ hừ là phải hái, nếu không một con kia nó sẽ ăn trước mình. Còn dưới đất còn được mấy trái bên này nữa nè. Cà chua này vô mùa chín đó các bạn, ngày nào cũng có trái nó chín cho ăn không kịp luôn á, đem đi cho người này người kia. Năm sau mình trồng cà chua ít lợi, năm nay cà chua nhiều quá. Quy đang chín các bạn, mà lâu lâu mình đi ra vườn hái mình bỏ miệng ăn với trái cây vậy. Chứ mà không có hái vô liền giờ nó cũng muốn nứt luôn mà chín quá cũng nứt luôn rồi. Bên trên nó cũng bắt đầu hồn rồi, ở dưới này thì chín từ từ chín lên, để vài ngày nữa cho nó mùi mình hái luôn một chùm ha. Chứ bây giờ nó mùi trên, còn mấy trái dưới nó còn xanh nè. Như này chùm đụm này nó chín nhưng mà có trái xanh nè. Đụm này cũng vậy nè. Để cho nó chín hết nguyên chùm mình hái luôn. Cà chua vàng thì nó chẳng chín hơn các bạn. Cà chua vàng thì mình thích ăn nó ngọt nè. Lâu lâu mình ra mình hái trái, lâu lâu mình ra mình hái trái. Cà chua bên đây thì nó chín từ từ nè. Cà chua này màu nó dạng giống như là màu hay sô cô la các bạn, màu nâu nâu đỏ đỏ. Còn bên đây thì mấy trái tròn tròn này nó lâu chín, nên nó chưa có chín luôn. Đằng đây thì cũng chậm chín hơn mấy cây kia, chắc nó trồng mát hơn nên chậm chín các bạn. Đây có một đùm mà chưa chín hết. Trên nữa. Bữa nay thấy được có trái dâu nó chín rồi các bạn. Dâu mâm xôi nè. Dâu này là dâu mâm xôi nha, chứ không phải là dâu thường. Ăn thử nha. Rồi. Mềm mềm không? Dâu này ngon rồi. Cái trái dâu nó cũng đẹp nữa. Trái băm sâu nhìn nó cũng đẹp, nó tròn tròn. Kia cũng khó là quay. Kia nó ra hai trái hả? Mấy trái dừa leo này là nó bị thiếu chất thì nó mất dinh thiếu dinh dưỡng rồi bạn. Thái dừa này được mấy trái. Vô lạnh rồi, buổi sáng là đi ra lạnh tê người. Rồi mình đi qua đây mình đi thu hoạch cà tím các bạn. Tím mình sẽ đụng đất rồi,
mà nó cục ngủn, nó không có, nó không có dài, trái nó cục nữa nè, đó nha, trái nó cục, có con sên đu lên, trên đây đu, nó nặng quá, nó phát triển nặng quá các bạn, cái nó quằn nhánh xuống, cái làm nhánh nó gớm như thế này, giờ mình cắt vô mình làm cái cành tiếp nước sốt hành nha, sốt quả hành. Trễ rồi đâu có bỏ vô đất nó chịu, lỡ như đông nó chết sao. Nó trồng từ mùa xuân bỏ đất á thì rễ nó ăn vô đất. Mình thu hoạch 3 cây cà chua ở trong đó ha. À, mình không có đem ra đó, mình đem ra cho các bạn xem ha, cà chua ha, hai cha con đi làm hái ở trong nhà các bạn, còn này là chỉ có phòng mình đi hái thôi, trên mình phê cho các bạn ha, chứ mình phê hết cà chua mà hai cha con đi hái là nhiều lắm luôn, nguyên một tầng xí luôn. Và cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong video kỳ tới nha. Và đăng ký ủng hộ kênh Cuộc Sống Mỹ các bạn. Cái lá nó bự ghê luôn. Bà Hà, mình đem vô mình đủ đông, để đủ đông. Rồi vô làm cà tím nướng sốt cà. Video này ăn sống như là sống. Có gạo giúp cái chứ sẽ ăn sống. Cà chua này mình chắc mình làm cà chua bạc xi á các bạn. Cà chua nướng mà dùng thịt nướng sốt cà. Trời đã luôn, bự ghê, bự nặng chịch luôn.